Theo khảo sát vừa công bố của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, năm 2012, tình hình kinh tế khó khăn đã làm hơn 50.000 doanh nghiệp phải đóng cửa chờ giải thể. Và Bộ mới nhận được 27 địa phương báo cáo là có 10.000 lao động đang bị nợ lương. Thực tế, tình trạng lao động bị nợ lương ở các ngành xây dựng, giao thông vận tải và một số tập đoàn kinh tế có số đông lao động đã kéo dài nhiều tháng nay, khó có thể giải quyết. Mỗi tháng dù chỉ nhận được 2 triệu đồng tạm ứng để nuôi con nhỏ và người vợ mất việc, nhưng anh Thuyết, một công nhân cơ khí, cảm thấy mình còn may mắn hơn hàng nghìn người lao động khác ở Quảng Ninh đang bị mất việc làm và nợ lương. Dù việc làm không ổn định, lương bị nợ nhiều tháng, nhưng anh Thuyết cũng không dám bỏ việc vì dù sao anh cũng được đóng đủ bảo hiểm. Chờ công việc nhưng mà làm thì ngày công rất là thấp, mà lại thậm chí lương liếc lại không đảm bảo, rất là chậm. Nợ, chậm lương là hiện tượng khá phổ biến ở các ngành xây dựng và giao thông vận tải. Kể cả các đơn vị xây dựng đang sản xuất bình thường thì người lao động dù lương thấp cũng bị nợ vài tháng. Lương nợ anh em cũng nói chung là cũng thấp, kém. Họ vẫn chịu lại một tháng, hai tháng họ trả. Doanh nghiệp nợ lương hàng tỷ, thậm chí hàng chục tỷ đồng, theo quy định chỉ bị phạt mức cao nhất chỉ có 3 triệu đồng. Cộng với sự thiếu hiểu biết của người lao động và nỗi lo mất việc, nên họ vừa bị thiệt thòi, vừa bị đưa vào thế, đi cũng dở, ở cũng không xong. Các chuyên gia pháp luật lao động cho rằng, để bảo vệ người lao động, lúc này cần có một chế tài kiểm soát chặt chẽ việc đóng bảo hiểm đầy đủ đúng hạn của doanh nghiệp, bởi nó thể hiện năng lực tài chính của doanh nghiệp và có thể đảm bảo việc nợ lương không xảy ra. Người lao động thì người ta không có cái khả năng hoặc không có cái điều kiện hoặc không dám thực hiện cái quyền của mình để yêu cầu, bởi nó ảnh hưởng đến cái mối quan hệ giữa người sử dụng lao động với lao động. Và thứ hai là họ có thể họ không hiểu biết để biết rằng là mình có cái quyền yêu cầu nhờ các cơ quan can thiệp để đòi cái khoản tiền mà bị nợ lương. Với những doanh nghiệp mà dấu hiệu của nó không bình thường ở chỗ là không trả được lương, nợ lương kéo dài, thì tôi nghĩ rằng có lẽ cần phải chia tay nhau. Và khi chia tay nhau thì các cái cơ quan hữu quan phải vào cuộc. Và đầu tiên phải bảo đảm cho người lao động được trả lương những tháng mà họ làm việc, và sau đó phải bảo đảm cho họ có chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Khi công ty Sanya Bắc Giang dừng hoạt động, hàng nghìn lao động đã được trả đầy đủ các khoản bảo hiểm lương, thậm chí cả tiền thưởng Tết. Điều này cho thấy doanh nghiệp đã thực sự coi trọng người lao động và đặt vấn đề an sinh cho họ lên hàng đầu dù doanh nghiệp xảy ra rủi ro. Câu chuyện có hậu ở Sanya Bắc Giang chỉ là trường hợp hiếm có trong bối cảnh người lao động bị nợ lương, không biết đến bao giờ mới đòi được tiền, thậm chí mất trắng. Ưu tiên trả nợ lương kịp thời cho người lao động cần trở thành một chế tài có tính chất bắt buộc khi doanh nghiệp xảy ra rủi ro.